Gãy cái gì là đâu đi được đâu. Ê, là ông lấy giấy sống đừng lấy giấy chết nha. Tại này giấy chết dễ không bò không ăn đâu. Không bò được. Dễ phải bò nó nha. Rồi bạn tắm sân mồ nó từ từ dễ bò nó nha. Đứng yên nó ăn. Còn nếu mà nó vài bữa nó vẫn đẻ thì tôi gửi lại ông nha, gửi lại ông cho nó phối lại đi. Cái này bên ta bụng nhỏ mà chưa đến trước đấy, đấy tóc kìa. Bỏ canxi vô nhé, canxi vô nó mới ăn được nhé. Bỏ thử cái này vào trong cái chuồng dế này coi. Ăn mình bò là bỏ trong dế không? Bỏ nó tự nhiên nó tự ăn mà. Hãy đi để mình nắng quên để dế để nắng dế chết lá. Cái này mình cho ăn sâu được không? Sâu được. Sâu ăn dế. Biết sao cũng không ra sâu là sâu luôn. Sâu ra sâu nó bị chi gì cả chứ mình cũng cho ấy nó mới gì được chứ nào. Rồi sâu vô tổng bình nó. Còn vé người ta bán qua ngày á, nó không còn là sẽ chết. Mà người ta về thì người ta về vé mới liên tục, còn sâu rất là khó chết. Đi mua sâu mình không cũng sâu ăn khó đi mua. Bỏ vậy ăn không biết là mua sâu. Thì có không ăn, tôi ra để mấy lần rồi, anh nghĩ là mua sâu mà sâu khó đi lắm. Dế này phải bỏ rau cho nó ăn. Nhiều khi trong ngày nó ăn hết á. Cái nước mình con nuôi con này được bao lâu vậy? Năm mấy. Con này vậy á, che con một nó là Luna Red. Mày đẻ ra con mẹ ngu cho bác. Cho tao cho bác bảo nó. Nó hưởng cái dòng vùng vàng của ông nội. Nó hết mấy cái con mùng vàng ít lắm, không có luôn. Con này là thì giờ nó là lai giữa nô mồ với lìa bắp cưng của nó đó. Sống lần nó không có gai nè, còn con nô mồ nhìn hết. Con này cũng là lai nè, lai hết. Nó không có kiểu giống nô mồ nguyên bản. Con nô mồ nguyên bản con này nè, lưng gai nhiều lắm. Còn cái lưng con này đã nửa